Trong năm 2022, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế liên tục xảy ra tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Để tháo gỡ khó khăn này, Sở Y tế Long An đã có nhiều giải pháp sớm giải quyết tình trạng nêu trên. Ngoài việc điều chỉnh thuốc giữa các đơn vị, thì việc đấu thầu thuốc mới chính là giải pháp mang tính lâu dài. Hiện tại, đã có kết quả đấu thầu thuốc cấp quốc gia, các đơn vị đã tiến hành ký hợp đồng và thực hiện mua sắm kể từ tháng 9 vừa rồi. Đối với đấu thầu tập trung cấp địa phương do Bệnh viện Đa khoa Long An tổ chức cũng đã có kết quả vào cuối tháng 9. Các đơn vị đã tiến hành ký hợp đồng và thực hiện mua sắm cho đơn vị. Riêng đối với đấu thầu rộng rãi của 7 đơn vị tuyến tỉnh và 11 đơn vị tuyến huyện, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Long An đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 và hiện nay cơ bản đảm bảo đủ thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. Tính đến tháng 11, đã có 11 đơn vị công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc gồm Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Tâm thần Long An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, Khâu Nghĩa, Bệnh viện Y học cổ truyền Long An và các trung tâm y tế huyện Cần Đước, Thủ Thừa, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Bến Lức, Tân Thạnh. Trong tháng 12 này, các đơn vị còn lại sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc để đáp ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt được hiệu quả hơn.